Xin chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư đây. Mình đang có mặt ở một trục đường khá là quen thuộc mà mình quay ở đây nhiều rồi ha. Đây chính là trục đường liên tỉnh 765. Đó, là cái tuyến đường lớn nhất nhì ở huyện Cẩm Mỹ ha. Đó, nó là đường kết nối với lại hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu đây. Đó, đây mình đi tầm vài cây số là sẽ tới bên địa phận của Bà Rịa Vũng Tàu, hướng đi biển ha. Ở đây đi biển rất là gần luôn, tầm đâu đó chừng 30 cây tới biển ha. Còn hướng này là mình sẽ đi hướng về ngã tư sông Rây, hướng đi về trục quốc lộ 1A, ngay cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, ngang xuống cát luôn chị. Cho nên cái tuyến đường này thì cũng khá là huyết mạch đó. Và thời điểm này quay thì là hấp điểm ha, giờ nghỉ trưa, 11 giờ, hơn 1 giờ thôi, giờ nghỉ trưa, đó, nên là hơi vắng ha. Nhưng mà nhìn chung thì xe cộ vẫn qua lại cũng tương đối là nhiều. Đường này là đang nâng cấp lại chị ha, đang nâng cấp lại nè, và những chỗ mà nó hơi xuống cấp rồi nó đang được cấp, và dĩ nhiên là trong tương lai sẽ mở rộng ha. Đó, trong tương lai sẽ mở rộng tại vì mình thấy cái tuyến đường này hiện tại vẫn còn hơi nhỏ. Rồi thì hôm nay là mình sẽ quay bán một cái miếng đất mặt tiền đường này ha, với cái giá phải nói rất là ngợp luôn, nó đã rẻ hơn rất là nhiều, hình như là đã gần đâu đó gấp đôi so với thời điểm sốt rồi ha. Đã quay về lại với giá trị thật. Anh chị nào đang có nhu cầu muốn mua đất để mà vừa kết hợp ở và kinh doanh thì rất là hợp lý luôn ha, tại cũng rộng anh chị, đâu đó cũng gần nửa sào đất rồi đó. Nên là đất thì phải nói là không gì chê hết đó. Nên là anh chị nào quan tâm thì coi hết video mình và trực tiếp liên hệ qua số điện thoại của mình luôn ha, để được đi xem đất và gặp chủ đàm phán giá. Đầu tiên là mình sẽ nói những thông tin cơ bản trước nha. Ở đây á, địa chỉ chính xác là thuộc xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Cụ thể là ấp 3 luôn ha, ấp 3. Đó. Thì ở đây á, là mình đi về Hồ Chí Minh thì nó rơi vào tầm 75 cây ha, tầm 75 cây số. Đó, xin nhắc lại hướng đó là hướng đi về Bà Rịa Vũng Tàu ha, đi biển khá là tiện. Thì đất mình quay bán ngày hôm nay là miếng này nè anh chị ha. Ở đây thì tiện đầy đủ hết nha. Tại vì mặt đường chính mà. Đó. Chợ thì hướng nào cũng có chợ ha, chợ đây. Thì chính luôn đi ha, chợ xã Lâm Sang, trung tâm xã luôn, ủy ban trường học là chỉ khoảng đâu đó là chưa tới 2 cây số là hướng đó ha. Hướng như ngã tư sông Rây đó. Nên là mình phải lo rồi. Đây đất mình là gì? Nó trống ha, nó cao. Nó cao hơn mặt đường phải tầm 4 tấc á. Nó khá là cao nên là nhìn là thấy đẹp rồi. Sát bên mình là một tiệm sửa xe ha. Còn đối diện mình là một quán cà phê. Quán cà phê sân cũng rộng rãi nè. Quán cà phê ha. Đấy. Thì đây mình sẽ nói luôn về giá cả và diện tích ha. Ở đây mình là được khoảng 480 m² ha, ngang là 10 m ha, ngang hay đường 765 là 10 m. Đất mình là quay mặt sang hướng đông nam ha, hướng đông nam, ngang 10 m, dài xuống khoảng tầm 48 m ha, khoảng tầm 48 m. Đây chị em rất là cao ha. Đây đi là bức đó, hiện tại là ranh giới rõ ràng ha. Bên đây thì giáp với cái nhà này, giáp với cái tiệm sửa xe, còn bên đây thì có cọc hết ha. Nhìn thì thực sự là quá rõ ràng rồi. Ở này giờ anh chị chỉ có việc là mình cất nhà, đất mình là có sẵn 150 tô cư rồi ha, phủ hồng toàn bộ, nên là mình muốn lên tô cư nữa mình lên, và dĩ nhiên là có lộ giới ha, nhưng mà lấy vô mình chừng đâu đó là hơn 5 mét thôi đó. Nên là vẫn yên tâm ha, nằm đâu đây nè đó. Vì giờ báo giá luôn đi ha, hiện tại là chủ đang kêu bán với cái giá là chỉ còn 2.4 tỷ ha, 2.4 tỷ chạy ra nếu bán mét ngang á là chỉ có 240 triệu, 240 triệu mét ngang. Thời điểm sốt là anh chị biết là cái mặt tiền đường 765 này á có những đoạn lên đến là hơn 500-600 triệu nha anh chị, gần đoạn gần chợ á. Còn đoạn như thế này thì bèo lắm cũng phải tầm 350-400 triệu mét ngang ha. Đó, còn bây giờ thì nó chỉ có khoảng là 240 mét ngang thôi. Đó, thì nó giảm nó cũng khá là sâu rồi ha, khá là sâu rồi. Đó, đặc biệt đất mình cũng khá là dài. Đó, gần 50 mét là một cái chiều dài an toàn ha. Đây là đường chính mà mở rộng đường thì thậm chí mở 10 mét thì cũng không sao. Đó. Một sẵn 100 thôi tô cư. Giá này thì vẫn còn thương lượng cho anh chị, chủ đang rất là ngợp rồi. Đó, ngợp nợ nhiều lắm rồi nên là sẽ còn giảm cho anh chị nào thiện chí mình xuống xem ha. Đó, mình xin nhắc lại là cực kỳ phù hợp cho anh chị mình vừa ở vừa kinh doanh ha. Đó, tại vì gần 500 mét vuông là làm một cái ngôi nhà vườn. Đó, là tuyệt vời luôn. Còn không anh chị không có kinh doanh thì mình ở đây mình phù hợp để làm xe biệt thự ha. Tại vì bề ngang 10 mét là khá là thoáng ha, đúng chuẩn biệt thự luôn, ngang 10 dài gần 50, cao nữa.
vì là cao nên là nhìn nó rất thoáng ha. Đây chị thấy không, nó cao nè, đất mình đây nè, đường như vậy đó. Và đặc biệt là mình ngang cái ba đây, ngang cái ba nè anh chị, cái đường này, đường hẻm bê tông này vô là trên quy hoạch á, là nó mở rộng gần sát tới cái đất mình luôn anh chị. À, như sát mí luôn á, tức là cái tiệm này là bị lấy gần hết luôn á, tức là sau này thì mình sẽ, cũng sẽ được thêm một cái mặt ở phía sau nữa, đường bê tông nữa ha. Còn cái hẻm đây, hẻm đó là hẻm đi hẳn vô hồ sông Rây ha. Ở đây mình gần hồ sông Rây đó, nhìn trên đây cao thấy rõ à. Rồi vì đất mặt tiền vị trí rõ ràng quá rồi nên mình không có nói nhiều làm gì hết, quan trọng là giá cả thôi. Bây giờ là mình sẽ mời chị xem trên flycam ha, còn sổ sách pháp lý quy hoạch vị trí mình sẽ mời anh chị xem ở phần sau đó. Giờ là xem flycam nha, xem flycam cho rõ ràng cái vị trí mình nó đẹp như thế nào. Đấy, rồi đây ha, trước mặt là đất mình anh chị, mình vẽ cho chị hình dung ha. Một cái miếng đất trống vuông vức gần ngay góc hai mặt tiền. Cái đường này như đường thông anh chị ha, đi khu vô khu dân cư nhà vườn. Khu đó thì là những nhà vườn sinh thái. Còn ở ngoài mặt tiền đường 365 là cái vị trí để kinh doanh. Mà thậm chí là anh chị mình vẫn có thể làm cái nhà vườn mini ha. Tại vì gần 500 mét vuông lận mà. Đó, cái hướng này là mình đi hướng đi thẳng cả biển nha anh chị. Tức là qua bên địa phận Bà Rịa Vũng Tàu, đi thẳng một mạch đường 365 này là đi biển luôn. Đó, cái đường này mặc dù là giờ thấp điểm ha, nhưng mà xe cộ vẫn qua lại thường xuyên nha. Tại vì đây là cái đường kết nối giữa hai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai. Đó, nên con đường cũng khá huyết mạch. Đó, bên kia chính là hồ sông Rây ha. Đó, hồ sông Rây thì cũng đã nói nhiều rồi. Đó, ngay xe đối diện mình là cái đường đi thẳng vô hồ sông Rây luôn đó chị. Chị thích câu cá hay là gì đó thì cuối tuần là mình về đây có chỗ câu luôn ha. Xa xa mình chính là trung tâm, chị thấy đông dân cư đó, chính là trung tâm xã Lam Sang ha, chợ đầy đủ hết. Và hướng đó đi về hướng quốc lộ A ha, Xuân Lộc. Đấy. Còn đây là đất mình nè anh chị. Đó. Nói chung cái vị trí rất là dễ hình dung đúng không? Mình đánh giá cao vị trí này ha, đẹp. Đó. Giá thì cũng rất là bình dân. Rồi bây giờ là mình mời anh chị xem sổ ha. Đây, địa chỉ xã Lâm Sang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là 479,9 m2 thì coi như là 480 ha, 480 m2. Có sẵn 150 thổ cư rồi ha. Đó. Rồi đây là căn nhà đất mình nè. Vuông vắng, mặt tiền đường tỉnh 765, có lầu giới ha. Nói chung cái sổ hơi mờ, nhưng mà anh chị xem cũng rõ rồi đúng không? Tương đối là rõ rồi đó. Cái này anh chị mình muốn thì trực tiếp mình xem sổ sau ha. Còn đây là phần thông tin quy hoạch anh chị ha. Đấy. Phủ hồng toàn bộ. Cái phần quan trọng nhất là chị ha, cái đường bên hông mình nè. Nó lấy đi khá là nhiều đất. Đó, và nó lấy đi gần sát với lại cái đất của mình luôn ha. Nói chung mà coi như là muốn lò ra hai mặt tiền luôn rồi đó. Nhưng mà thôi, chung quy là mình tính mặt tiền đường số 5 thôi ha. Đó, có mở rộng đường. Đấy. Cuối cùng thì mình sẽ nói sơ sơ qua về cái vị trí ha. Cái vị trí của đất mình trên bản đồ vệ tinh để chị mình dễ dàng hình dung. Đó, đất mình nằm trên mặt tiền đường 765, gần trung tâm của xã Lâm Sang. Đây, trung tâm này chị, trung tâm tất cả mọi thứ luôn. Đây, hướng đang đi lên ngã tới sông Rây nè, và đi thẳng nữa là sẽ tới ngay quốc lộ A, là ngay gần cao tốc nút Phan Thiết Dầu Dây nè. Ngã Ba Suối Cát. Còn ngược lại thì mình sẽ đi thẳng mạch luôn sẽ tới biển ha, qua bên địa phận Bà Rịa Vũng Tàu. Cứ đi theo đường mà số 5 đi thẳng một mạch luôn là sẽ tới biển. Biển gần nhất là biển Phước Hải. Phước Hải, Long Hải. Còn Lộc An, Hồ Tràm hay Vũng Tàu thì sẽ xa hơn. Còn về Hồ Chí Minh thì anh chị mình sẽ có nhiều đường đi ha. Mình có thể đi tới đường Mỹ Xuân Ngãi Giao, tức là mình đường mà số 5 á, nó sẽ kết nối với đường Mỹ Xuân Ngãi Giao và mình sẽ ra quốc lộ 1. Còn không thì ở đây mình sẽ băng thẳng qua bên phía đường Kim Long Quảng Thành tới năm quốc lộ 6 và đi đường Bầu Cạn cũng về Hồ Chí Minh luôn. Đó, hết đi làm đi ha. Thì đây mình đã nói nhiều rồi, thì anh chị mình thích gọi là muốn quan tâm kỹ hơn về đường đi thì cái alo mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn ha. Tại khu vực xã Lâm Sang thì mình đã cũng quay nhiều rồi nên mình không nói nhiều làm gì mất thời gian. Đó, quan trọng bây giờ là bàn về giá, bàn về cái vị trí anh chị thấy ok hay chưa thôi. Đó, rồi chị đã quan tâm thì cái alo mình ha, để được hỗ trợ đi xem đất cũng như là gặp chủ mình đàm phán về giá. Chủ hiện đang khá là ngợp nên là
sẵn sàng thương lượng mạnh cho anh chị nào mà mình thiện chí ha. Rồi, mình xin phép kết thúc video. Cảm ơn chị đã xem hết video này ha. Chào mọi người.